Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một ông kia có tấm lòng rất tốt và quảng đại với mọi người. Ông bỏ rất nhiều thời gian và công sức lo lắng cho những người yếu đuối cần sự giúp đỡ. Vợ ông bảo ông hãy giảm bớt thời giờ và công sức giúp người vì ông đã lớn tuổi rồi. Ông bảo rằng ông không thể nào ngồi không mà không giúp cho những người cần sự giúp đỡ. Một hôm trên đường lái xe về nhà, ông thấy một chiếc xe đậu trên đường. Vì bản tánh hay lo cho mọi người, ông ngừng xe lại và đi đến chỗ đậu xe. Khi vừa đến gần thì ông nghe tiếng của người phụ nữ hô lớn tiếng lễ xin cầu cứu cho hai đứa con trai của bà, đứa 9 tuổi và đứa 7 tuổi, vừa bị té xuống suối băng lạnh. Ông liền lấy dây kéo được đứa lớn, vừa kéo xong đứa lớn thì đứa bé trôi ra ngoài suối băng. Ông liền lập tức nhảy xuống suối vớt đứa bé lên. Sau khi đi vào nhà thương, bác sĩ khám phá, ông bị cảm lạnh, sưng phổi trầm trọng và ít bữa sau ông đã qua đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống chúng ta thấy được lòng tốt của rất nhiều người trên trần gian này. Câu chuyện này giúp chúng ta thấy được rằng nếu chúng ta có lòng yêu mến Chúa và có lòng yêu mến anh em thật sự thì dù có phải chết chúng ta cũng dám hy sinh. Như bài đọc 2 hôm nay, Thánh Gia-cô-bê bảo rằng đức tin mà không có thực hành là đức tin chết. Nếu chúng ta nói mình có đức tin thì chúng ta phải sống đức tin đó, nghĩa là chúng ta phải thực thi đức tin bằng hành động của mình. Bởi thế, mỗi người chúng ta phải quan tâm và quảng đại giúp đỡ nhau. Và sự quan tâm và quảng đại đó không phải chỉ được thể hiện từ đầu môi, chót lưỡi qua lời chào đón hoặc là chúc mừng nhau, nhưng cần phải hành động một cách cụ thể, như Thánh Gia-cô-bê dùng những ví dụ rõ ràng như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, binh vực kẻ nghèo hèn, vân vân. Đức tin cần phải được tỏ bày qua hành động. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giê-xu là gương sáng cho chúng ta. Ngài đã đặt hết niềm tin ở nơi Chúa Cha. Ngài xuống thế làm người như chúng ta nhưng không hề mắc tội. Ngài chỉ dạy và hướng dẫn dân chúng đường hướng của Chúa Cha. Ngài chữa lành người đau yếu. Ngài khử trừ tà ma. Ngài hóa nước thành rượu. Ngài biến đổi bánh thành nhiều. Qua những hành động của Ngài, chúng ta nhận thấy quyền năng cao cả của Ngài dùng để giúp cho nhân loại. Và trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta nghe Ngài hỏi các môn đệ, anh em bảo Thầy là ai? Câu hỏi của Chúa Giê-xu đề cập đến tung tích của Ngài, không có ý hỏi về Ngài cao bao nhiêu thước, nặng bao nhiêu cân, da màu gì, hoặc là ngày sanh tháng đẻ của Ngài. Nhưng Ngài có ý muốn hỏi các môn đệ của Ngài, cuộc sống và sự hiện diện của Thầy có ý nghĩa gì với cuộc sống anh em? Anh em hiểu gì về sự sứ mệnh của Thầy? Tại sao anh em lại đi theo Thầy khắp mọi nơi? Chỉ có Thánh Phêrô có vẻ tỏ ra trả lời đúng câu hỏi. Ông trả lời một câu rất ngắn gọn, đó là Thầy là Đức Kitô, là Đức, là Đấng được sức dầu, là Đấng Messia. Dù ông nhanh chóng trả lời đúng câu hỏi, nhưng ông cần có thời gian và ân sủng để nhận biết Chúa Giê-xu thật sự là ai. Sau khi Thánh Phêrô được trưởng thành trong sự hiểu biết về Chúa Giê-xu là ai, ông đã phó thác cuộc sống và đặt niềm tin của ông vào trong Chúa Giê-xu là Đấng Mê-xia mà Ngài tiên báo về cuộc đau khổ, tử nạn và sống lại
của Ngài. Và những ai muốn bước đi theo Ngài thì phải vác thập giá đi theo Ngài. Là Đức Kitô, chúng ta tin Chúa Giêsu là Đấng Messiah và nhận thấy rằng Chúa Giêsu chính là người tôi trung mà bài đọc một hôm nay đề cập đến. Tiên tri Isaiah tiên báo rằng Đấng tôi tớ lý tưởng này luôn lắng nghe lời Thiên Chúa Cha, luôn tuân theo thánh ý Thiên Chúa Cha, dù rằng phải bị đau khổ và bị giết chết. Là người Công giáo, chúng ta ngày nay vẫn thật sự tin rằng qua cái khổ đau, chết trên cây thập giá và sống lại, Chúa Giêsu ban cho chúng ta của ăn thiêng liêng, chính mình và máu thánh Ngài mỗi khi chúng ta cử hành mầu nhiệm bí tích thánh thể trên bàn thờ. Chúng ta hoàn toàn tin vào bí tích thánh thể, mình và máu cùng với linh hồn và thần thánh của Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Ngài quả thật có đầy tràn bản thể trong mầu nhiệm mình thánh. Chúng ta khẳng định rằng Chúa Kitô làm vừa là Thiên Chúa và vừa là con người, làm cho chính Ngài hoàn toàn hiện diện ở giữa chúng ta. Và khi chúng ta bước lên bàn thờ rước lễ, chúng ta thật sự tin rằng bánh và rượu chính là mình máu Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải là biểu tượng của Ngài. Cho nên bí tích thánh thể là nguồn mạch và cao điểm của đời sống Kitô hữu, mà tất cả các bí tích khác và mọi công việc của giáo hội đều hướng về. Khi đón nhận Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, chúng ta trở nên một với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và được kết hợp với toàn thể dân Chúa dưới đất và trên trời. Khi chúng ta thật sự tin tưởng vào lời Ngài và rước mình máu thánh Ngài, chúng ta luôn ở trong Ngài, Ngài ở trong chúng ta, và chúng ta sẽ được sống đời đời. Quả thật, chúng ta vui mừng biết bao, vậy mà làm sao chúng ta không chịu đến cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa cho được. Nhưng rồi, như Chúa Giêsu đã trọn vẹn đặt niềm tin của Ngài vào Chúa Cha và thực thi làm trọn thánh ý Chúa Cha, chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải đặt trọn niềm tin vào mình, của mình vào Chúa Giêsu, để rồi vác thập giá bước đi theo Ngài cho suốt cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta đón nhận mình máu vào lòng chúng ta không thể nào giữ lại cho chính mình được, vì Ngài đòi hỏi chúng ta là phải hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Do đó, sự thử thách đố của chúng ta là hãy đi chia sẻ cuộc sống của mình với nhau. Cha mẹ phải có bổn phận làm gương cho con cái biết đặt niềm tin vào Chúa và giúp cho con cái nhận biết Chúa thật sự hiện diện trong mầu nhiệm thánh thể, để biết sống đạo, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau và biết tha thứ cho nhau. Con cái phải biết vâng lời cha mẹ, ăn nói lễ phép và giữ lễ ngày Chúa Nhật đều đặn để nhận biết sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa mời gọi chúng ta hãy tỏ lòng bác ái cho những kẻ bé nhỏ, những người nghèo, những người đói khát, những người mất nhà, mất cửa, không có tiếng nói trong xã hội, và hãy chống lại bất công cho những kẻ yếu hèn. Vậy, chúng ta hãy thực hành những việc này vì chúng ta thật lòng tin vào Chúa Giêsu là Đấng Messiah. Chúng ta thật lòng tin Chúa hoàn toàn hiện diện trong mầu nhiệm thánh thể và thực thi theo thánh ý Ngài trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.